sang nước ngoài làm gì, thời gian vừa rồi sang ngoài đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ và cái gì chống đối lại nhà nước Việt Nam chúng ta, đòi lật đổ nhà nước Việt Nam chúng ta. Vậy một kẻ lật đổ nhà nước của tôi phải đối xử với nó thế nào? Lật đổ đất nước của tôi, các bạn nghĩ chúng tôi phải làm gì đây? Nhà nước có những cái ái ngại, có những cái khó khăn của bản thân họ khi họ đụng chạm tới vấn đề tôn giáo. Khi đụng tới tôn giáo, những giáo dân nếu thực sự là những người có trí tuệ, trí khôn như hiện tại chúng ta thấy, thì rõ ràng họ sẽ biết phân biệt được linh mục của mình sai, khuyên linh mục đừng làm như vậy nữa. Nhưng hiện tại họ vẫn ủng hộ linh mục của họ, nhưng họ không biết cách để ủng hộ như thế nào. Họ không hiểu việc linh mục họ làm có ích lợi gì, nhưng họ vẫn ủng hộ. Vì điều đó cho nên thấy rằng giáo dân không đủ trí khôn, trí tuệ đến giờ phút này để có thể biết được việc họ đang làm. Linh mục làm chính trị mà đòi lật đổ nhà nước, đòi chống cộng như thế, thì linh mục đó đâu còn là linh mục nữa. Dùng chức thánh thay vì là rao giảng lời Chúa, nhưng dùng chức thánh bây giờ để là chống cộng. Trong giáo lý không có đoạn nào, không có câu nào ghi về vấn đề chống cộng này cả. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là họ xài luật rừng tiến trình dân chủ ở những người ở hải ngoại như các ông ở đây là được hấp thụ cái nền dân chủ. Các ông bà đã biết nhân quyền là gì, dân chủ là gì. Còn những giới trẻ trong nước nó bị nhồi sọ bởi cái chế độ xã hội chủ nghĩa, nó không biết gì hết. Xả lắm là chúng ta phải liên kết với nhau, đoàn kết với nhau, bởi vì những người tự do ở trong nước rất là mạnh, mạnh gấp 3 lần người cộng sản. Ông Chủ tịch thì nói là gấp 3 cộng sản, ông Chủ tịch nói mạnh hơn tôi. Tôi thì tôi chỉ có muốn là giải tán là cộng sản, thì giải tán bằng cách nào, giải tán bằng cách nào. Thì tôi mới đưa ra cái cách mà giải tán đó là phải thành lập quốc hội, thành lập quốc hội người Việt nhân tài. Trong thời gian gần đây thì tôi không thấy các bạn có một cái tư tưởng hay lý thì chúng ta sang Đài Loan đấy. Và sang Đài Loan để làm gì, thì cái mục đích của Nguyễn Duy Tân là gì? Để gặp cái băng đảng của Nguyễn Tân tại Đài Loan đấy. Và chúng đã được đảng trưởng đảng cái trưởng cái văn phòng đại diện của đảng Nguyễn Tân tại Đài Loan trao cho Nguyễn Duy Tân một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, cái lá cờ chế độ Nguyễn Duy Quân Nguyễn Quyền Sài Gòn ngày xưa, một cái chế độ đã ăn gọi là cái chế độ đó là cái chế độ tay sai của đế quốc đã dùng những súng đạn bom đạn của đế quốc Mỹ giết hại nhân dân Việt Nam và đã bị nhân dân toàn đất nước Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam đánh đổ 42 gần 43 năm trước, đúng không? Nguyễn Duy Tân đã đứng dưới cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, đã đứng dưới đảng Nhân dân, đã công khai chống đối lại cái chính quyền nhân dân Việt Nam như ngày hôm nay. Mong bà con chúng ta cũng phải nhận thấy rõ rằng hắn không còn là cha đạo nữa. Ta cha đạo làm gì? Cha đạo người ta đã nói là không tham gia chính trị, nước ta không thuộc thế gian này. Chúa đã nói như thế rồi, Chúa đã nói nước ta không thuộc thế gian này. Coi như cha thế nào là hoạt động chính trị, đúng không? Thì còn là cha đạo hay không? Bây giờ chứng chính thức là Nguyễn Duy Tân đã là thành phần phản động. Thì mong rằng toàn thể nhân dân ở vùng giáo xứ Tàu Hoàng và vùng Đồng Nai, và nhất là anh em ở Việt Nam, chúng ta cũng biết được những cái động cơ chính trị của Nguyễn Duy Tân và chính quyền ta phải để ý đến Nguyễn Duy Tân và xin và nhất là hắn là một thằng phản quốc, nên nói nó là một thằng phản quốc, phản quốc, phản quốc. Và hiện nay nó thực sự bây giờ em nói với anh là bây giờ là nó bắt đầu nó chính thức công khai ôm lá cờ vàng ba sọc đỏ, đúng không? Là vô cùng là gọi như chúng tôi thường gọi là phản động, tức là chống lại cái nhà nước Việt Nam này, đòi giải tán chính quyền cộng sản. Riêng cá nhân tôi thì tôi cho rằng, tôi đánh giá rằng Nguyễn Duy Tân là một tên Judas của Kitô giáo, bởi vì là đã phản lại những cái lời răn của Chúa, không vinh danh Chúa mà lại cứ đi quá sâu vào đời thường đòi lật đổ chính quyền. Nếu tôi không muốn nói rằng chính quyền cộng sản này cũng vẫn tạo điều kiện cho ông ta cùng với giáo dân của họ thực hành tự do tín ngưỡng. Và theo anh bây giờ tôi xếp vào là coi như là Nguyễn Duy Tân là bài nào và coi như là một cái cha giáo xứ một lần đó, nó nằm về coi như tổn thương về bài nào rồi. Khi tôi thấy khi mà cha Tân qua đến
trước đây cha Tân ở ở Việt Nam á có làm những cái điều mà tôi không chú ý tới, vì nó chưa phải là quay để mà coi như là gọi là bưng bít gì hết á. Nhưng mà khi mà cha Tân qua để nói cái clip với tên Chi á, là nói là coi như hại